nhảy trên cố chịu. Em vẫn đang nhớ 4 giờ sáng ông nó xuống. Ông mẹ đi trốn không ra. Nhưng mẹ đi trốn không ra mà bố nhỉ? À, bố mẹ trốn. Hả mẹ? Chứ lúc nào mẹ đi trốn không ra. Hôm qua ngày khai mạc Sầm Sơn đó, mê nhà đi rồi. Xong rồi có bà bị giật mất mấy chỉ vàng nữa. Điêu vàng cổ nó là bị giật mất đi. Đau xấu chú. Một ông điêu cái dây tua ở cổ là một cây, bị dấn nó một cây. Với lại cái bà nó bị dấn nó 6 chỉ, cái lắc cái răng. 6 chỉ mấy chỉ. Cái kia anh xin thịt thì cũng mê ra mà đúng là như cái cứ dần dần hình cà chua anh cầm cái em bất cứ mù nữa. Thì có cái chỗ mẹ nghe chỗ mẹ lắp ở giữa này. Chị Linh hay đi học của một. Chị Linh hay học của một. Trời, cô Dung với cô ấy. À, học của mình văn với toán đây chị. Chị Linh chứ chị học nhà nó Dung với máy thêm ai. Nhà cô Hà. Tuần học 2 buổi hả? Chị Linh chỉ có đi học nhà Dung không? Chị Linh đi chợ chiên liền. Của Biết của lớp 6 chứ còn. Chồng nó có biết chữ khoa tiếng Anh nữa chứ còn. Chữ khoa tiếng Anh là chữ khoa chứ là chữ chi? Biết tìm mà. Biết. Nhưng mà chị có biết đọc không? Chữ K đọc là chi nhỉ? Nhưng mà chữ H, chữ H con biết chữ chữ H biết chữ K biết chứ mình không biết. Không biết ừ, trẻ lớp 6 rồi mình không biết. Hồi trước cấp 1 có được học tiếng Anh không Linh? Cấp 1 lớp 2, 3 mà học. Cái thằng Kiệt Châu đọc tiếng Anh chữ khoa có con mà. Ừ. Toàn đứa như mà. Ở trong nưa hắn học từ lớp 1 rồi. Hắn làm quyền từ lớp 1 xong bắt đầu hắn mở trung tâm ở đoạn gần nhà em đó. Nhưng mà hắn đã làm mảnh trả thiêu được một tháng 2 triệu mấy á. Con nhà cho có cái chỗ tổ thoa ở phụ thoa con nhà thằng á. Cô một cái giá của tháng 3 triệu. Khi đứa à? Trung tâm đứa à? Mà nó mua 5 đến 4 triệu. Học nhõng linh nữa chạy. Học nhõng nhõng linh nữa. 3 ừ. triệu đó là mình tiền học phí thôi nha. Đúng rồi. Chưa kể là mình ví dụ như có các dịp lễ như thế là Halloween này hay Trung Thu hay các thứ đó. Đóng ngay tiền à. Trường của ông Linh nó bây trừ hắn cả mầm luôn này. Cả cấp 1, cả cấp 2, cả cấp 3 này. Nên là hắn nước cũng như mà học ở trên đứa tốt. Kiểu như là môi trường hắn tốt. Với sao mà toàn giáo viên cao cấp nữa. Thế là bây trừ bọn ở trong đưa bây trừ đa số là toàn đua cho lên đứa học hết không. Vì
cũng có xe đưa đón nữa này. Mọi người chưa ở trong chảy đưa ở dưới mầm luôn ta đây cả năm mới hết có 3 triệu bạc ở trên nước, một tháng lại mất 3 triệu rồi. Nói chung là phải có tiền mới cho con thiêu được. Mọi người chứ ở trường ở Tân Linh á vẫn còn có cái thằng mua tên là Bảo Lâm không? Không biết. Thôi mình ông học ở đây mình không biết đâu. Thôi lấy mình học ở đây. Đi lên trường ông đi hết là trường tôi nên là học phí mắc lắm. Tính từ tháng hết. Tháng hết năm mà hắn học cả ngày. Sáng đi học chiều mới về. Học sinh đừng có làm gì con ngày nghỉ. Cứ phải chủ nhật thì lại học thêm ở trung tâm. Các đứa nít nó học nhiều hơn. Ô cả đồng. Rồi ra lấn bay cướp anh nhìn chị Quân anh nhìn vô hoa vào mô mà bỏ thùng rác vào đất mô ông đi viện bữa thứ mấy nhỉ? Chứ rồi gì nữa. Chú bán lần này kiếm lần trước lần này được có 25 đến rồi. Lần trước được 26 tháng đủ nhưng mà cũng đạt điểm rưỡi không phải đi trực. Đi không phải đi trực. Có được điểm rưỡi là không phải đi trực. Mình nhớ